Heo mẹ và heo ba có một bức ảnh mới của Peppa và George. Chúng ta nên treo bức ảnh đáng yêu này lên tường đi. Cứ giao cho anh đi. Anh là chuyên gia trong những chuyện này mà em. Anh có chắc là làm được không đó? Tất nhiên. Anh chỉ cần đóng đinh lên tường và treo tấm ảnh lên thôi. Vậy thì tốt. Anh làm đi. Còn em sẽ đi thăm ba và mẹ. Lát nữa gặp lại nha. Anh nhớ đừng làm rối mọi thứ đó. Được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt. Mẹ ơi, tụi con giúp được không? Con có thể quan sát để sau này tụi con có thể tự làm. Đầu tiên ta cần thước đo và một cây bút chì. Đây là nơi ba sẽ đóng đinh vào. Ba đừng làm hư tường đó. Bây giờ thì ba cần một cây búa và một cây đinh. Các con hãy lùi lại và xem ba của tụi con làm đây. Bây giờ heo ba sẽ dùng búa để đóng đinh vào trong tường. Ba đừng đập hư tường nha ba. Không có hư tường đâu Peppa. Dễ như ăn bánh. Hình như có cái gì đó sai sai. Heo ba đã tạo ra một vết nứt lớn ở trên tường. Ba ơi, ba làm hư tường rồi đó. Chỉ là vết nứt nhỏ thôi mà, bức ảnh sẽ che được. Đó, thấy chưa? Nhưng con vẫn còn thấy vết nứt mà ba. Ừ ha, ba sẽ lấy đinh ra và lấp lại vết nứt đó. Ba đừng có làm tệ hơn nha. Sẽ không như vậy đâu Peppa. Nó sắp ra rồi. Ba ơi, ba làm bể bức tường luôn rồi. Ba nghĩ mẹ có thấy không ba? Chắc là có rồi, ba nghĩ mẹ sẽ thấy. Nhanh chóng. Hai đứa nhỏ đi đâu vậy ta? Ba ơi, tụi con nhìn thấy ba luôn mẹ. Vậy là heo ba phải sửa lại bức tường trước khi heo mẹ về nhà. Đưa gạch cho ba đi con. Đầu tiên heo ba đặt gạch vào cái lỗ. Xong rồi. Sau đó heo ba trét hồ lên gạch. Dễ như ăn bánh vậy. Rồi heo ba sơn lại tường. Đã y như cũ rồi. Bức tường đã được sửa. Hắn ơi. Nhưng khoan đã, hãy nhìn đống bừa bộn khắp nơi đi. Ôi trời ơi, chúng ta cần phải dọn dẹp trước khi heo mẹ trở về. Đầu tiên heo ba phải tắm cho Peppa và George. Sau đó Peppa hút bụi trên sàn và heo ba thu gom lại dụng cụ. Mẹ à. Heo mẹ đã về nhà. Mẹ à, mẹ về rồi kìa. Nhanh lên con, giả bộ như không có gì xảy ra nha. Xin chào. Chào em. Anh đã làm gì sai rồi hả? Không có gì. Phải, em có thể thấy anh đã không làm gì hết. Em tưởng anh sẽ treo bức ảnh lên rồi chứ. Vì quá gấp gáp nên heo ba quên treo bức ảnh lên. Em không phải là chuyên gia của việc này, nhưng em nghĩ nó cũng không khó đâu. Xong rồi. Phải, đúng là nhìn rất dễ dàng. Nhưng mà khi ba làm thì con nhìn thấy rất là khó. Peppa, con đừng nói chuyện đó với ai hết. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả.
Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Hấu lòng. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và George có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Wow, mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Hấu lòng. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ. Cho con đừng khóc nữa. Ba có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Quần áo. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow, đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. George, chúng ta mặc vào rồi chơi vào đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Heo
chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chú. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Dạ mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Sót, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Sót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Sót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Dạ ngoại. Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Ba chỉ giỡn một chút thôi. Ba đã lấy bánh vô tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Nhìn kia, có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ
phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à? Xin lỗi vịt con nha, mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt, chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi, giúp tôi với, đuổi nó, đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi, con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà, đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tây của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Heo mẹ đã làm một cái hộp đặc biệt cho heo Peppa. Peppa, cái hộp này là dành cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nó là cái hộp bí mật để con giữ những thứ bí mật của mình. Con có thể bỏ cái gì vào đây hả mẹ? Chuyện đó thì con phải tự quyết định đi Peppa. Đó là hộp bí mật của con mà. Con biết có thể bỏ cái gì vào rồi. Tốt, nhưng đừng nói với mẹ nha. Con sẽ không nói với mẹ, hay chót, hay ba đâu. Vì nó là bí mật mà. Chớp, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không chớp, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi, trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này heo ba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của ba
mình mà. Đúng rồi ha. Ba đáng dở quá, ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi, con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không, ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Ồ, chót, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho sót, và em cũng bỏ đồ vào đó, và chỉ mình sót biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của George là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em George rồi. Khủng long đồ chơi của George không có trong cái hộp đó. Thiệt khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước. Có thể nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em còn sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. George có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Hồi chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh vòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đi. Nào mọi người, ăn đi. George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh dòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không, là một nơi đặc biệt hơn nhiều. Bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Tuyết. Hôm nay cả Peppa và George thấy rất háo hức. Chắc vì tuyết đang rơi bên ngoài. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi tuyết được không hả mẹ? Được, nhưng bên ngoài đang rất lạnh đó con, nên con phải mặc cho thật ấm. Hăng hồn. Và đừng quên mang nón, khăn choàng và găng tay nha. Ở bên ngoài đang rất lạnh, Peppa và George phải mang nón len, khăn choàng và găng tay. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã làm một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chót. Chót, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và chót cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chót, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng.
Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là George đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Trong trẻ. Tối hôm nay heo mẹ và heo ba có việc sẽ ra ngoài cùng nhau. Heo ông và heo bà tới để trông cắt heo con cho họ. Chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, Sớt, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon. Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và Sớt là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. Sớt, Sớt, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà. Peppa, Sớt, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà, kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và Sớt gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Thôi chúng ta xem tivi tiếp đi ha. Xin chào. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về hoa hồng. Ồ, tôi rất thích những chương trình về làm vườn này đó. Hoa huyền bích là một loài hoa hồng có rất nhiều gai. Để cắt tỉa nó, ta phải bắt đầu từ phần trên. Sau đó thì ngắt bớt những chồi non. Bà ơi. Peppa, Sớt, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? Chót và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Ừ, cũng được. Chắc là xem tivi một chút, các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa.
chương trình này xem chán quá hả chớ? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe. Hình như là con đặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt Sót nha. Tới lượt con. Cao nữa, cao nữa. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị, bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con, đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào, có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi, và hai người lớn cũng vậy. Chị họ Chloe. Như mỗi ngày, Peppa và George đang chơi trong giường. Ném cho chị đi George. Em ném mạnh quá rồi đó George à. Cho nên theo luật thì chị thắng. Giờ tới lượt chị. Chị lại thắng nữa rồi. Peppa, George, hôm nay chị họ của các con là Chloe sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị họ Chloe tới. George, vì chị Chloe đã lớn rồi giống như chị, nên nếu chị ấy không muốn chơi với em thì em cũng đừng buồn nha. Bà nghĩ chị Chloe sẽ chơi với cả hai con mà. Chị Chloe tới. Hôm nay heo cô đưa heo Chloe tới nhà Peppa để chơi. Chloe là chị họ của Peppa và George, và Chloe lớn tuổi hơn Peppa và George một chút. Em chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Các con chơi vui nha. Các em có muốn chơi trò chơi không? Dạ có, chơi đuổi bắt đi chị. Peppa rất thích chơi trò đuổi bắt. Em vẫn còn chơi trò đuổi bắt sao? Đó là một trò chơi con nít mà. Ừ, tụi em hay chơi trò đuổi bắt, vì George thích chơi trò đó thôi. Được rồi, vậy thì chơi gì George? Tụi em muốn chơi theo đúng luật hay là chơi theo luật của con nít đây? Chơi đúng luật đi. Để chị trước. Em bị rồi đó Peppa. Em phải đuổi theo chị đây. Vậy là Peppa đã bị. Cô bé phải đuổi theo Chloe và George. Chị đây nè. George, chị sẽ bắt được em dễ thôi. Em nhỏ xíu thôi mà. Vậy là không công bằng. Chị đang giúp em George. Bởi vì George vẫn còn rất nhỏ. Hay là em muốn chị giúp em? Không, em không cần ai giúp đâu. Em là người lớn giống như chị rồi mà. Vậy thì cố lên đi bé ba, bắt tụi chị đây. Không bắt được rồi. Chơi trò này chán quá đi, chúng ta chơi trò khác được không chị? Cũng được. Chị biết có một trò rất là hay cho những đứa trẻ lớn. Nó được gọi là trò cáo già. Cáo già? Em muốn chơi trò cáo già đó. Mà cáo già là gì? Trong trò này sẽ có một người đóng vai cáo già, và người khác phải cố tới gần người đó. Để em muốn làm cáo già. Và Peppa đóng vai cáo già. Khi cô bé quay lưng lại, những người khác sẽ tới gần cô bé. Nhưng nếu Peppa quay lại và thấy ai đang cử động, họ sẽ phải quay về điểm xuất phát. Chót, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không George? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi. Chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. George, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em
cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè. Chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Ờ, em cũng vậy. Nhưng mà chó thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn, nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Ba nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vừa quá. Nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con nữa. Vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn. Người lớn cũng thích như vậy. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Oh, chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Ồ, tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Heo Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, Sớt ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, Chót, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, Chót, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. À. Động tác ba thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì ba nhớ.
Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Công chúa buồn ngủ. Bây giờ là buổi tối. Peppa và George đang trở về giường của mình. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy Peppa? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em George đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. George, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha. Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu. Nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa bà sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy rất là phong độ, giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Khủng long. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi George. Thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Nhưng người thấy buồn ngủ nhất chính là công chúa buồn ngủ. Peppa, con buồn ngủ chưa? Dạ chưa ba ơi, con chưa buồn ngủ chút nào hết luôn. Nhưng người khác thì có. Dậy đi, em bỏ lỡ đoạn cuối bây giờ. Có thể Peppa thì không thấy buồn ngủ, nhưng mà cô công chúa buồn ngủ trong câu chuyện thì nhìn bản thân của mình trong gương cả ngày, cho nên bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Để ta đưa con về giường nha. Ngủ ngon. Và rồi công chúa buồn ngủ đã buồn ngủ tới mức cô ấy đã lập tức thiếp đi. Cảm ơn anh vì câu chuyện rất hay này, quốc vương ba. Chuyện nhỏ thôi mà, nữ hoàng mẹ. Dạ em thấy hoàng tử nhỏ và công chúa của chúng ta cũng rất thích nó. Viện bảo tàng.
Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long. Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À, không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chớ, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Hôm nay Peppa và gia đình đi cắm trại. Bà rất thích được đi cắm trại. Chúng ta tới rồi. Peppa, George, đây là cái lều ba đã dùng khi ba còn nhỏ như các con. Làm sao ba biến mấy cái cây đó thành lều được? Con đừng lo Peppa, ba là chuyên gia cắm trại mà. Heo mẹ nè, em phủ nó lên trên cây cột đi. Vậy là xong,
dễ như ăn bánh vậy. Ồ. Mấy cái móc này dùng để làm gì vậy anh? Ồ, phải rồi, anh quên những cái móc này. Những cái móc giúp giữ lều đứng thẳng. Xong rồi. Ba ơi, cái lều này nhìn nhỏ quá. Thì lúc ba còn nhỏ nó vẫn đủ lớn ba. Nhưng bây giờ thì đúng là nhỏ thật đó. Đó là bởi vì bây giờ anh đã lớn lên nhiều lắm rồi đó anh à. Và nhất là cái bụng của ba bự lên rất nhiều. Nói tới bụng bà mới nhớ, chúng ta nấu gì đó ăn đi. Dạ phải đó. Trước tiên chúng ta đi xung quanh nhặt củi để nhóm lửa. Làm củi thôi. Peppa và George đang đi xung quanh giúp heo ba lượm củi để đốt lửa trại. George, chị sẽ lượm củi và em sẽ khiêng chúng. Lượm củi thật là vui. Tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ để hết củi ở đây và đốt nó lên. Diêm ở đây nè anh. Chúng ta không cần diêm đâu em. Ba ơi, làm sao có thể đốt lửa mà không có quy diêm? Ba sẽ đốt lửa theo cách của những người xưa. Chỉ cần cọ hai que củi lại với nhau là được. Heo ba đang cọ hai que củi lại với nhau để đốt lên ngọn lửa trại. Ngọn lửa đâu ba? Sắp được rồi con à. Hoan hô. Dễ như ăn bánh vậy. Bây giờ chúng ta có thể hâm súp cà chua rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Đó là tiếng gì vậy ba? Đó là tiếng kêu của những chú dế đó con. Còn đó là tiếng gì? Là tiếng chim cú. Nhìn kìa, nó ở đó đó. Còn đó là tiếng gì? Mẹ cũng không biết nữa. Đó là tiếng bụng của ba kêu. Âm thanh trong bụng ba là âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Nó có nghĩa là tới giờ ăn rồi. Con rất thích súp cà chua. Ba cũng vậy. Đó cũng lại là một âm thanh tự nhiên khác của ba các con đó. Sao hả? Thôi được rồi các con, vô trong lều đi, tới giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ không vào được đâu, cái lều quá nhỏ mà. Không sao đâu con, cứ vào trong đi. Heo mẹ, em xích vô một chút được không? Ba ơi, ba quá to so với cái lều này đó. Thôi được rồi, dù sao ba cũng thích ngủ ở ngoài này hơn. Chúc anh ngủ ngon nha. Con chúc ba ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Heo mẹ, Peppa và George đang ngủ ở trong lều trại. Còn heo ba thì đang ngủ bên ngoài dưới những vì sao. Mình thích cắm trại, được ngủ ở bên ngoài với những vì sao trên đầu của mình. Nhưng có lẽ đây cũng không phải là một ý kiến hay lắm. Vậy là trời đã sáng rồi. Ba ơi, con ở trong lều rất là thoải mái. Ba đâu mất rồi? Heo ba đang ở đây. Tội nghiệp heo ba, chắc đêm qua anh ấy rất lạnh và ướt. Không biết anh ấy đã đi đâu rồi. Là âm thanh gì vậy ta? Nghe như là tiếng ấy vậy. Ba ở trong xe kìa. Sao? Anh hơ, ba không bị sao hết. Tất nhiên ba không bị gì. Ba là chuyên gia cắm trại mà. Đêm qua ba ngủ ở trong xe. Tội nghiệp ba quá đi. Ba thích cắm trại. Ngày bão. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Thấy ba và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu. Nên Peppa và chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, George, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi.
ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Rốt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Bữa trưa. Hôm nay Peppa và George được tới nhà của heo bà và heo ông để ăn trưa. Chào các cháu yêu quý của bà. Các cháu muốn hái rau quả trong vườn cho bữa ăn hôm nay hay không? Dạ được. Con chào ông. Ô chào Peppa, George. Còn đây chính là vườn rau của heo ông. Tất cả rau quả ở đây là do heo ông tự trồng. Cái gì vậy con? Không làm. Một con khủng long sao? Giờ các con hãy chọn gì đó cho bữa trưa đi nào. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? Dạ. John, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được.
con có thích dưa leo hay không? Vậy là George cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Bác cho cây là George ngốc quá đi. Bánh chocola không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể George sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cây đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George. Ngon lắm. Ôi, George đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Ồ, con ăn giỏi lắm George. Con có muốn ăn thêm không nè George? George, có phải con quá no rồi nên không thể ăn thêm cà chua, rau diếp và dưa leo không? George đã quá no để ăn thêm nữa. George, con no quá rồi, không ăn được gì nữa sao? George quá no để ăn thêm bất cứ thứ gì. Ô chà, vậy là con sẽ không ăn thêm bánh sô-cô-la này đúng không? Bánh sô-cô-la. Ôi trời, có vẻ George lại thèm ăn trở lại rồi đó mọi người. Ha 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 ha